chào các em. Bây giờ ta qua tiết số 2 trong cái bài hệ thức lượng giải cơ bản. Thì trong tiết này thì tiếp tục sửa các bài tập về chứng minh đẳng thức lượng giải. Bài hôm nay là chứng minh các đẳng thức sau. Đây ghi là câu số 1. Sin bình phương x cộng với 3 chia sin x nhân với đây là 2 trừ bi cos x bằng 2 cộng với cos x chia cho sin x. Rồi bây giờ các em xem bài này. Ta xuất phát từ vế nào hay biến đổi tương đương? Thì nhìn vào đây thấy ngay là vế trái dài hơn vế phải. Như vậy ta bắt đầu từ vế trái qua vế phải. Nhưng mà cái dấu hiệu làm sao để từ trái qua phải? Thì em nhìn vào cái tử số của em. Cái tử số của vế trái là hàng sin, mà vế phải là hàng cos. Thành ra ta sẽ là mất cái hàng sin này đi. Sin bình bằng 1 trừ cos bình phương x. Sin bình x bằng 1 trừ cos bình phương. Thì ghi lại đây là sin x 2 trừ đi cos x bằng. Thì cộng lại đây là 3 cộng 1 là 4. 4 trừ đi cos bình phương x. Mẫu số là sin x. Đây là 2 trừ cos x. Rồi các em nhìn vào cái tử số. Đây là 4 trừ cos bình, nó chính là hàng đẳng thức ấy. Là 2 trừ đi cos x. 2 cộng với cos x chia cho mẫu số, đây là sin x. 2 trừ đi cos x bằng. Ta đơn giản từ mẫu đi. Kết quả là 2 cộng với cos x chia cho mẫu số là sin x bằng vế phải. Rồi ta qua bài số 2. Sin x chia cho 1 cộng với cos cộng với 1 cộng với cos x chia cho mẫu số là sin x bằng 2 chia sin x. Rồi các em xem bài toán này. Ta cũng xuất phát từ vế dài là vế trái. Sin x chia cho mẫu số là 1 cộng với cos. Rồi cộng với 1 cộng với cos. Để ra được một biểu thức gọn như này thì ta phải gom hai cái phân thức này lại. Mà muốn gom lại thì ta chỉ có một cách duy nhất là quy đầu mẫu số. Rồi ta được một phân thức nha. Ta tìm cách rút gọn cái phân thức này thì sẽ ra ngay. Mẫu chung của em là sin x nhân với 1 cộng với cos. Đây là sin x. Ta quy đầu ở nhân tử mẫu này với sin, như vậy đây là sin bình phương x cộng với đây là 1 cộng với cos x tất cả mũ 2. Sin bình phương x cộng với 1 cộng với 2 cos x. Đây là cos bình phương x. Sin bình cộng cos bình là 1, 1 cộng với 1 đây là 2. Như vậy trên tử nó là 2 cộng với 2 cos. Ta đưa 2 ra ngoài nhân tử chung đi. Là 1 cộng với cos x. Đây là sin x chia cho 1 cộng với cos x. Cuối cùng ra ngay kết quả bằng 2 chia cho sin x bằng vế phải. Rồi ta qua bài số 3. Bài số 3 là sin x nhân với cos x chia cho mẫu số cos bình x trừ đi sin bình phương x bằng tan x.
giờ thì nó nói về cách số 1 nhé, để em hiểu vậy này. Cách số 1 thì biến đổi từ vế trái sang vế phải. Vế trái của em là sin x nhân với cos x. Mẫu số là cos bình phương x trừ đi sin bình phương x. Muốn xuất hiện ra vế bên phải thì ta phải làm xuất hiện ngay cái hàm tan. Mà muốn làm sao ra hàm tan? Tan thì mẫu là cos nha. Muốn xuất hiện hàm tan thì nhìn vào đây, đây là hàm bậc 2. Thành ra là nhân từng ở mẫu với một phần cos bình phương x. Ta nhân từng ở mẫu với một phần cos bình phương x. Các em xem bằng cái gì? Đơn giản mẫu đi. Các bạn được sin chia cos chính là tan x. 1 ta nhân phối thì là 1 trừ đi tan bình phương x bằng vế vế phải. Còn là muốn biến đổi từ vế phải qua vế trái. Đây thì nói về cách số 2 nhé. Bắt đầu thì xuất phát từ vế phải. Vế phải là tan x chia cho mẫu số là 1 trừ đi tan bình phương x. Muốn xuất hiện ra vế bên trái thì để tách cái tan ra bằng sin chia cos. À, tại sao lại tách? Vì vế bên trái em chỉ có hai hàm là hàm sin và hàm cos thôi. Tan x là tách ra là sin x chia cos x. Đây là 1 trừ đi sin bình phương x chia cho cos bình phương x bằng. Các em quy đồng mẫu số ở trên từng mẫu là cos x. Đây là sin x. Mẫu trên ở dưới mẫu thì quy đồng mẫu là cos bình phương x. Ta được đây là cos bình phương x trừ đi sin bình phương x. Ta lấy hai cái thức ngoài nhân với nhau chia hai cái trong nhân với nhau là sin x nhân với cos bình phương x chia cho mẫu số này. Mẫu số là cos bình phương x trừ đi sin bình phương x nhân với cos x. Em hiểu cái này chưa? Rồi ta rút gọn bằng. Đây đơn giản từ mẫu với cos thì trên từng nó còn lại là sin x nhân với cos x. Dưới mẫu là cos bình phương trừ đi sin bình phương x bằng vế trái. Bây giờ ta qua bài số 4. Chứng minh đẳng thức này. 1 cộng với 2 lần sin x nhân với cos x chia cho mẫu số là sin bình trừ đi cos bình phương. Tan x cộng với 1 chia mẫu số là tan x trừ 1. Rồi ta xuất phát từ vế nào? Ở đây thì có hai hướng, hướng thứ nhất từ trái qua phải. Đây một thì ghi lại 1 cộng với 2 sin x nhân với cos x. Dưới mẫu là sin bình trừ đi cos bình phương. Và nhắc lại em muốn biến ngay lập tức về hàm tan thì giống như bài vừa rồi, ta nhân từ mẫu với một phần là cos bình phương x. Rồi ta xem này, ta nhân phân phối bằng thì trên thì ta cân ngay lập tức nó xuất hiện là một phần cos bình cộng với ta đơn giản đi từ mẫu với cos như vậy là cộng với hai lần tan x. Ta nhân phân phối bằng thì đây là một sin bình chia cos bình nghĩa là tan bình phương x trừ đi số 1. Rồi một phần cos bình thì nó bằng là tan bình phương x cộng với 1 cộng với 2 tan x. Mẫu số là tan bình x trừ đi 1. Ở trên từng nó là hằng thức. Đây là tan x trừ đi cộng với 1 tất cả bình phương. Ở dưới mẫu số tan bình trừ 1 em tách ra là tan x
trừ 1 nhân với a tan x cộng 1. Rồi bây giờ ta đơn giản nó đi, còn lại là tan x cộng với 1 chia bằng vế bên tay phải. Các em hiểu chưa? Bây giờ thầy nói thêm một cách số 2 nhé, để ta hiểu kỹ vấn đề chỗ này. Cách 2 là ta từ vế phải sang vế trái, là tan x cộng với 1 chia tan x trừ 1. Muốn từ phải qua trái thì ta phải mất cái hàm tan này đi, vì lý do vế bên kia không có hàm tan. Tan x đầy tách là sin chia cos. Rồi bây giờ ta quy đồng mẫu số. Mẫu chung ở đây là cos x, đây là sin cộng với cos, đây là sin trừ với cos, chia cho cos. Ta lấy hai biểu thức ngoài nhân với nhau, chia hai cái trong nhân với nhau, còn cái gì? Còn lại là sin cộng với cos nhân với cos. Rồi đây là sin trừ đi cos nhân với cos. Các em ta đơn giản nữa đi, ta đơn giản xem còn cái gì. Còn là sin x cộng với cos x chia cho sin x trừ đi cos x. Rồi ta nhìn lại vào vế bên tay phải anh em, ở vế bên trái, vế bên trái là sin bình trừ cos bình, tức là sin trừ cos nhân sin cộng cos. Mà tới đây em chỉ có một cái sin trừ cos thôi, thành ra tới đây thầy phải nhân từ mẫu với cái lượng là sin x. Các em hiểu chưa? Để lấy ra cái giống ra cái biểu thức này mà nhân từ mẫu với sin cộng cos thì nhân từ nó là bình phương. Rồi bây giờ thầy khá học trên từ thôi, đó là sin bình phương x cộng với cos bình phương x cộng với 2 lần sin x nhân với cos x. Ở dưới mẫu là sin bình phương x trừ đi cos bình phương x, và bây giờ nó là chính là 1 cộng với 2 lần sin x nhân với cos x. Dưới mẫu là sin bình phương x trừ đi cos bình phương x bằng vế trái. Đây là 3 bài số 5. Chứng minh 1 cộng với sin x cộng với cos x cộng với tan x bằng 1 cộng với cos x tất cả nhân với 1 cộng với tan x. Rồi bây giờ các em xem này. Vế bên tay phải là hai số nhân với hai số, nếu các em nhân phân phối ra 4 số, thành ra bài này cách đơn giản nhất là ta biến đổi từ vế phải qua vế trái. Để ghi lại vế phải 1 cộng với tan x, thì ghi lại cái này 1 cộng với cos x nhân với đây là 1 cộng với tan x. Ta nhân phân phối các em, số 1 nhân phân phối vô thì đó là 1 cộng với tan x. Rồi ta nhân phân phối cos x vô hình thức này, cộng với cos x, cộng với cos x nhân với tan x. Ở đây ta thấy cos x nhân với tan x thì nó ra là sin với các biểu thức này. Thầy ghi lại đây là 1 cộng với tan x cộng với cos x cộng với sin x. Thầy ghi lại cho giống cái đề bài là 1 cộng với sin x cộng với cos x bằng vế trái. Rồi đã qua bài số 5. Qua bài số 6. 1 cộng với sin bình phương x chia cho mẫu số 1 trừ đi sin bình phương x bằng 1 cộng với 2 tan bình phương x. Bài này thực ra ta cũng có nhiều hướng để biến đổi. Các em nhớ cái một bài toán có rất nhiều cách làm.
cách thầy làm chỉ là một những cái tương đối, thầy không có đi sâu vô quá nhiều cách vì nó mất thời gian. Rồi bây giờ thầy nói về cái vế trái cái vế dài đi, một trừ cộng với sin bình phương x, mẫu số đây là một trừ đi sin bình phương x bằng, bây giờ nhìn qua vế bên tay phải ta đang biến đổi từ trái qua phải, mà vế phải là tan bình, vậy mẫu là cốt bình, em hiểu chưa? Vì vậy ngay lập tức thì đưa mẫu về hàm cốt, ghi chậm lại là một cộng với sin bình phương x, mẫu số 1 trừ sin bình là cốt bình phương x. Vậy tách ra đây là 1 trên cốt bình phương x cộng với sin bình phương chia cho cốt bình phương x, một phần cốt bình nó là tan bình phương x cộng 1 cộng với tan bình phương x. Như vậy kết quả là hai lần tan bình phương x cộng với 1 nó ra với phải. Rồi ta qua câu số 7. Sin bình phương x chia cho mẫu số sin trừ đi cốt trừ đi sin cộng với cốt, mẫu số đây là tan bình phương x trừ đi 1 bằng sin x cộng với cốt x. Rồi bây giờ em xem biểu thức này nó khó ở chỗ nào. Thực ra thì toán này nó khó ở cái biểu thức này em. Đây biểu thức này. Thành ra trước khi biến đổi từ vế trái qua vế phải thì thầy sẽ rút gọn cái đống này xong ta mới gắn cho bài toán. Thì bài toán nó không có rắc rối. Bây giờ em sẽ ghi là ta có sin x cộng với cos x chia cho mẫu số tan bình x trừ đi 1. Tiếp theo ta phải làm cái gì? Thì cái mẫu số đây là hàm tan. Cái bài toán nó toàn hàm sin cos, vì vậy ta phải tách cái thằng này ra. Đó, cái vấn đề cho nó. Sin cộng với cos. Tan bình đã tách là sin bình chia cos bình phương. Đây là sin cộng với cos, đây là mẫu là cos bình phương x, sin bình trừ đi cos bình phương x. Rồi bây giờ ta rút gọn cái này, ở đây ta coi như mẫu là một số 1, ta lấy hai cái biểu thức ngoài nhân với nhau bằng sin x cộng với cos x nhân với cos bình phương x. Ta lấy hai cái biểu thức trong nhân với nhau là sin bình phương x trừ đi cos bình phương x. Cuối cùng ta rút gọn đi. Các em nhìn thấy từ và mẫu nhân thể chung chưa? Thì trước khi đưa về ta phải tách cái mẫu ra. Sin trừ cos nhân với sin x cộng với cos x. Ở trên từ số là sin x cộng với cos x nhân với cos bình phương x, đơn giản như này đi, nó còn là cos bình phương x chia cho mẫu số. Ta thấy chưa, cái rắc rối người ta biến về biểu thức rất là đẹp, sau đó mình gắn được vào vế trái về vế trái và sin bình phương x chia cho mẫu số là sin x trừ đi cos x trừ đi, đây là cos bình phương x chia mẫu số là sin x trừ đi cos x. Bây giờ các em xem là mẫu hai cái phân thức này đã chung mẫu rồi, thầy ghi lại cái mẫu là sin x trừ đi cos x, sin bình trừ đi cos bình phương x. Rồi tách ra đây là a bình trừ b bình, tách ra là sin trừ đi cos nhân với đây là sin cộng với cos. Rồi kết quả đây là sin x cộng với cos x bằng với
số 8 chứng minh biểu thức như sau là sin cộng với cos chia cho cos mũ 3 x bằng 1 cộng với tan x cộng với tan bình phương x cộng với tan mũ 3 x. Rồi bây giờ em xem ta xuất phát từ vế nào. Thực ra từ phải về trái cũng được, ta gom dần dần, nhưng mà đây thầy muốn từ trái ta vế phải. Muốn từ trái qua về phải ta phải xuất hiện hàm tan, các em đó là vấn đề chỗ đó. Các em nhìn kỹ là tách thành hai phần thức này, sin chia cos mũ 3 cộng với cos chia cos mũ 3 x bằng sin chia cos mũ 3, tách thành này ghi lại là sin chia cos nhân với 1 phần cos bình phương x, các em hiểu chưa? Thì đơn giản đây là 1 phần cos đó bằng sin chia cos, bây giờ là tan x. Ngay 1 phần cos bình là tan bình phương x cộng 1. 1 phần cos bình là tan bình phương x cộng với 1. Rồi các em thấy ngay là ngay kết quả. Rồi này tách ra là 1 cộng với tan bình phương x và cộng với tan mũ 3 x bằng với trái với phải. Qua câu số 9, tan bình phương chia cho đây là 1 cộng với tan bình phương x nhân với 1 cộng với cô tan bình phương x chia cho cô tan bình phương x bằng 1 cộng với tan mũ 4 x tan bình phương cộng với cô tan bình phương x. Rồi bây giờ các em xem bài số 9. Bài này ta giải quyết như thế nào? Các em tham bài này nó có vẻ hơi đắc đố. Cái vế trái và vế phải đều có hàm tan và cos tan hết. Thành ra thì có hướng ta có thể làm như thế này. Hai vế đều phức tạp thành ra như thế này. Cách thứ nhất là ta biến đổi đưa hết về hàm tan, ta xem vế trái bằng cái gì đó tan, rồi vế phải đưa hết về hàm tan, cuối cùng là hai cái biểu thức nó bằng nhau. Không muốn tan người ta đưa hết về cô tan cũng được, còn không người ta đưa hết về hai hàm sin và cos, các hiểu mình nói vậy. Mà thôi thì trong bài này theo thầy đẹp nhất là ta đưa hết về hàm tan, ta chỉ cần biến đổi biểu thức để đưa về hàm tan rồi ta rút gọn cái này. Còn cái này giống như vậy, ta mất cái cô tan đi thì sao? Thì nhắc lại cách bài giải này nhé. Thầy đưa hết về hàm tan, coi như xong chuyện. Thầy xuất phát từ vế trái. Vế trái là tan bình phương x chia 1. Một cộng cô tan mình thì ghi chậm lại là một cộng với một phần cô tan và một phần tan đấy. Đây là một phần tan bình phương x. Tới đây ta quy được mẫu số. Mẫu chung đây là tan bình phương x. Đây là tan bình phương x cộng với 1 chia 1 phần tan bình phương x. Rồi ta quy rồi, ta rút gọn đây. Như vậy đây là tan bình phương x cộng với 1 chia cho mẫu số là số 1 đấy. Như vậy thì trông nó dài dòng như vậy, hóa ra đấy, đơn giản đi kia. Còn lại là tan bình phương x. Rồi bây giờ ta biến đổi vế phải cũng phải giống như vậy. Ta xem cái vế phải này.
Bên phải là 1 cộng với tan mũ 4x. Cô tan bình bằng 1 phần tan bình phương x. Hãy giữ nguyên đây là 1 cộng với tan mũ 4. Ở dưới mẫu số, ta quy đồng mẫu số với em là tan bình phương x. Đây là tan mũ 4x cộng với 1. Ta rút gọn thì nó chính là tan bình phương x. Từ đây ta suy ra vế trái bằng vế phải. Đây là điều phải chứng minh. Trong bài này các em lưu ý, vì hai vế đều phức tạp, thành ra thầy sẽ biến đổi hai vế cùng ra một cái biểu thức rút gọn giống nhau. Đó, ý như vậy. Em không muốn đưa về hàm tan thì em phải đưa về cô tan cũng được, hoặc tách thầy sin cos cũng được. Nói chung bài này có rất nhiều hướng để giải quyết.